Lam Yên Vũ thật dùng như vậy liều mạng sao? Số 76 Thinh Cầu, Thiên Long Tinh, những địa phương này đều tràn ngập đầy nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập cơ hội. Tranh thủ những cơ hội này chỉ là vì bọn hắn thất cá nhân tu luyện. Uông Thiên Vũ khóe miệng cò giật một thoáng nhưng hắn vẫn là gật đầu. Đúng vậy, các ngươi 33 người, mỗi người có khả năng chọn lựa ra một loại. Đơn thuần theo không nguyên tinh giá trị đến xem, lớn như vậy không nguyên tinh, mỗi một viên đều là bảo vật vô giá, vô phương dùng giá trị để cân nhắc. Học viện sửa lại khác đường môn, cầm cờ hùng hậu, lịch sử lâu đời, nội tinh tự nhiên là bất kỳ thế lực nào cũng không cách nào so sánh, nhưng mà một tháng xuất ra 33 loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo, cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu không có đường môn băng hỏa lưỡng nghi nhãn cái này phần nội tinh tại đó là căn bản không thể nào làm được. Lam Yên Vũ dẫn theo tam thập tam thiên sực đang ở từng bước một hướng về học viện chứng minh rằng bọn hắn là đáng giá học viện đầu nhập bồi dưỡng. Đấu La Liên Bang thu được một viên không nguyên tinh, nếu như là nhặt được trí bảo, huống chi lần này học viện cùng với đường môn thu được ra 10 viên, cái này 10 viên không nguyên tinh đủ để cho bọn hắn thay trọng thuộc tính không gian nghiên cứu xa đến biên sinh xa vượt thời đại tiến bộ. Đối với ngựa không tộc tới nói, dạng này không nguyên tinh, 10 viên khả năng mới tương đương với là một tàu chiến hạm, bọn hắn hoàn toàn là làm không nguyên tinh là tiểu hạ phẩm, có khả năng đấu La Liên Bang hồn đã khoa học kỹ thuật, vậy thì liên hoàn toàn là một cái khác khái niệm. Như thế nào tiểu hào phẩm có thể so sánh? Bởi như vậy học viện mới cắn răng chảy máu, một tháng đồng ý bọn hắn nhiều như thế tài nguyên, đây là Lam Hiền Vũ bọn hắn liền là ra tới. Lần này thì Lam Hiền Vũ mang về có quan liệt Thiên Long Tinh tình huống, đối với học viện tới nói cũng trọng yếu giống vậy. Thiên Long Tinh cùng với Long Mã Tinh hệ cũng không có chỉ là khoáng sản phong phú, dùng Thiên Long Tinh cường thịnh sinh mệnh năng lượng, thiên tài địa bảo cũng nhất định là số lượng cũng không ít, tương lai có thể theo Thiên Long Tinh lấy được đồ tốt, nó không chừng có thể phụng dưỡng học viện. Bởi như vậy thấy thế nào hiện tại đối với những hải tử này cũng cần phải toàn lực ủng hộ. Hải thần các chủ tại trong bản giao Uổng Tiền Vũ thời điểm lên tường nói với hắn, những hải tử này muốn cái gì đều thỏa mãn bọn hắn. Các người hiện tại đi với ta bà khố lựa chọn đi, Uông Thiên Vũ hướng về 6 người nói ra. Bạch Tú Tú lại lắc đầu rồi nói, các chủ chúng ta có thể chờ hay không Hiền Vũ sau khi đi ra lại cùng đi. Uông Thiên Vũ nói, hắn hẳn là không cần lựa chọn thiên tài địa bảo, bất quá các người nếu nhiều nguyện ý cho hắn cũng có thể, nhưng hắn hẳn là còn cần một chút thời gian. Không sao, chúng ta đợi hắn, Đường Phu Cách nói ra. Mặc dù mỗi người bọn họ kỳ thật đều là biết sáng mình hẳn là cần gì loại hình thiên tài địa bảo, nhưng Lam Yên Vũ lời đó có thể là có tần bảo thú. Tần bảo thú tuyệt đối có thể tại đường môn trong bảo khố tìm tới đồ tốt nhất. Hải thần các bên trong, Lam Yên Vũ hơi thở lúc này cũng không ngừng là vững vàng, nhưng lại hết sức quy luật. Hơi thở của hắn tại trong gấp rút một hồi về sau, liền sẽ lâm vào trong nhất đoạn bình ổn quá trình, sau đó lại gấp rút lại bình ổn. Tại đường Vũ Lân tận lực dẫn đạo phía dưới, Hắc Kim Long Vương cùng với Ngân Long Vương huyết mạch ở trong người lại là một lần nữa bắt đầu va chạm. Va chạm sinh ra lực lượng phá hoại là tại vị vĩnh hằng chỉ thụ sinh mệnh năng lượng không ngừng vút lên. Tại đây cái khôi phục phá hư quá trình bên trong, nồng đậm sinh mệnh lực lượng cũng bắt đầu hoàn toàn phương vị xuyên vào trong Lam Hiền Vũ thân thể. Tại đi qua thời gian 6 năm bên trong, Lam Yên Vũ trong quá trình tu luyện kỳ thật, càng quan trọng hơn liền chính là thông qua hấp thụ đến từ vĩnh hằng chỉ thụ sinh mệnh lực lượng tại tu luyện. Hải thần hồ nước, sinh sinh bất tức quả, cái này một chút kỳ thật đều là vĩnh hằng chỉ thụ mang đến. Bởi như vậy, đối với vĩnh hằng chỉ thụ sinh mệnh năng lượng, hẳn là thần nhất cắt cũng quen thuộc. Sinh mệnh năng lượng mỗi một lần lại một lần gột rửa ra lấy thân thể của hắn. Dần dần thì Lam Yên Vũ trong cơ thể bắt đầu có nhẹ nhàng tiếng lòng ngầm vang lên và quanh quẩn. Đường Phụ Lân thần thức một mực là vần quanh tại chung quanh thân thể của hắn, yên lặng cảm thụ được Lam Yên Vũ thân thể biến hóa. Tại đây loại đột phá quá trình bên trong, Lam Yên Vũ thân thể biến hóa chính là cường liệt nhất, dùng thần thức đi cảm giác, liền có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được trạng thái của thân thể hắn cùng một chỗ biến hóa. Một vẻ mỉm cười thản nhiên dần dần xuất hiện ra tại Đường Vũ Lân trên khuôn mặt, Lam Yên Vũ tình huống so với hắn tưởng tượng bên trong còn tốt hơn một chút. Hồn sư mong muốn tu luyện tới mạnh hơn mức độ, đầu tiên muốn làm được, liên la làm chắc căn cơ phi thường trọng yếu, Lam Yên Vũ ở phương diện này làm rất khá, hắn theo ban đầu tại Đà Nà trợ giúp cùng với chỉ điểm xuống tiến hành đột phá, từng bước một đi tới, tại trong học viện sửa lẻ khắc học tập tích lũy, mỗi một bước đều đi 10 phần ghim chắc, đột phá thứ 5 vòng thời điểm, cơ hồ tranh thủ xâm la tinh hồn thú nhất mạch băng hỏa lưỡng nghi nhãn sinh mệnh năng lượng, nếu như không phải là tại tần bảo thú tiên linh chi khí phụng dưỡng, đối với nơi đó cơ hồ là phá hư tính.
Đại Minh chính là xem ở hắn là con trai của Đường Vũ Lân mức độ mới cho phép hắn làm như vậy, đối với hắn mới là không giữ lại chút nào tín nhiệm. Lúc này thì là Miền Vũ, hồn lực tu vi cũng không có tích lũy đến ngũ hoàn đỉnh phong, nhưng mà sinh mệnh năng lượng quán chú về sau, tại đây loại thần cấp sinh mệnh năng lượng kích thích phía dưới, của hắn huyết mạch chi lực lại có thể tự động đảo ngược, đang không ngừng phá hư quá trình bên trong, giống như là đè ép, sản sinh ra hồn lực, khiến cho hắn hồn lực gợn sóng kéo dài tăng lên. Đường Vũ Lân dần dần có minh ngộ, là Miền Vũ huyết mạch bên trong có làm ngân thảo tồn tại, tổ mẫu của mình, là Miền Vũ bà cố, ban đầu hình dáng chính là làm ngân hoàng, kim long vương, ngân long vương huyết mạch tự nhiên là cực kỳ bá đạo. Mà làm ngân thảo tại làm Miền Vũ trong cơ thể sinh ra rất là điều hòa để tác dụng, tại điều hòa lấy hai loại mạnh mẽ huyết mạch chi lực để chúng nó tại đối lập xả lẫn nhau, đồng thời còn có chăm sông được về một biển địa phương. Kim văn làm ngân thảo, ngân văn làm ngân thảo, đặc điểm lớn nhất chính là chúng nó đều chính là làm ngân thảo, cho dù biến dị cũng đồng dạng có làm ngân thảo gen ở trong đó. Nương tựa theo lấy làm Miền Vũ thực lực càng ngày càng mạnh, hai loại huyết mạch lực lượng không ngừng thức tỉnh, làm ngân thảo căn cơ cũng đang thay đổi mạnh, làm Miền Vũ sinh mệnh thân hòa thể chất cũng không phải theo song lòng huyết mạch tới, mà là tới từ làm ngân thảo. Lúc này đây khi hắn bị vĩnh hằng chi thủ hấp thật ra sinh mệnh năng lượng tẩy lễ quá trình bên trong, làm Miền Vũ điều hòa tác dụng ngay tại bị không ngừng lớn mạnh, cho nên làm Miền Vũ hiện tại tiếp nhận thống khổ so với Đường Vũ Lân phán đoán bên trong còn muốn càng nhỏ ra một chút. Đối với Lam Miền Vũ tới nói, đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt trạng thái. Hắn hồn lực cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang kéo dài tăng lên. Rất nhanh thì Lam Miền Vũ hồn lực liền đã tăng lên tới ngũ hoàn trạng thái đỉnh phong. Với hắn mà nói, hồn lực chẳng qua là thực lực bên trong một phần rất nhỏ. Huyết mạch chi lực cùng với hồn lực dung hợp mới là hắn toàn bộ lực lượng. Hai loại huyết mạch cùng với đường tựa theo lấy hồn lực tăng lên và chạm trở lên trên càng ngày càng kịch liệt. Hiền Vũ tập trung tinh thần, ngăn chặn người hồn lực, không muốn đột phá, khống chế lại, tích lũy càng thâm hậu, sau khi đột phá người càng dễ dàng tiếp nhận. Đường Vũ Lân lúc này âm thanh tại Lam Hiền Vũ tinh thần chi hải bên trong vang lên. Lam Hiền Vũ tự nhiên cũng phát hiện ra thân thể của chính mình biến hóa, hắn tu luyện nhiều năm như vậy, chưa bao giờ hướng về như bây giờ, hồn lực tu vi tốc độ tăng lên nhanh như vậy qua, cái này tăng lên mà đến hồn lực cũng không phù phiếm, ngược lại vô cùng dày đặc, cái kia là càng thuần túy sinh mệnh năng lượng chuyển hóa mà đến, cái này một chút sinh mệnh năng lượng đang không ngừng làm dịu thân thể của hắn. Mặc dù kim long vương huyết mạch cùng với ngân long vương huyết mạch va chạm lẫn nhỏ phía dưới, cho thân thể của hắn đang đến cực lớn phụ tải. Có thể là tại trong bị phá hư quá trình bên trong, sinh mệnh năng lượng mỗi một lần tu bổ, giống như cũng tại trong sửa cũ thành mới, thoát thải hoán cốt, hắn có một loại đang lột ra cảm giác rút đi phàm thai. Thống khổ vẫn như cũ là tồn tại, nhưng cái này phần thống khổ hoàn toàn là hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Mặc dù hắn không biết Đường Vũ Lân là làm sao làm, nhưng hắn lại biết cái này muốn sao với chính mình trong dự đoán trở về quá trình tu luyện càng thêm hoàn mỹ. Nội tâm của hắn trước nay chưa từng có kiên định, bởi vì tại bên ngoài hai phí, cái này là hắn người thân cận nhất, còn bọn họ bên người là Miền Vũ tín nhiệm trước nay chưa có mãnh liệt. Ta muốn bảo vệ Nana lão sứ, ta muốn về sau vẫn luôn luôn cùng với bọn họ. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, thân thể của hắn không có nửa phần lắc lư, cho dù là thừa nhận thống khổ cực lớn, ý chí của hắn thủy chung kiên định, không có nửa điểm run rẩy, rất có mấy phần bất động như núi cảm giác, cái này phần định lực, liền Đường Vũ Lân cũng không khỏi vì nó mà gật đầu. Chính hắn chịu đủ kim long vương huyết mạch bừa bãi tàn phá thống khổ, rất rõ ràng cái này loại huyết mạch chi lực ở trong người lúc bộc phát ra cảm thụ, là Miền Vũ có thể kiên định như vậy thừa nhận tất cả những thứ này. Đường Vũ Lân hiểu rõ, hôm nay đứa nhỏ này nhất định có thể hoàn thành đột phá. Thân thể của hắn tích lũy không đủ, thông qua vĩnh hằng chi thụ thần cấp sinh mệnh năng lượng tiến hành bổ sung, nhưng nếu như ý chí lực lượng không đủ kiên định, lại là ai cũng không giúp được. Mà sự thật đã chứng minh hắn làm được, mà lại làm phi thường tốt. Thời gian liền tại dạng này sinh mệnh gột rửa hạ từng giây từng phút trôi qua lấy, làm Miền Vũ thân thể dần dần trở lên trên thông thấu dâng lên. Dùng mắt trần đều có thể thấy, màu vàng kim cùng với năng lượng màu bạc ở trong cơ thể của hắn không ngừng dao động và đụng chạm. Làm Miền Vũ thân thể tại dần dần trở lên sáng ngời, tàn mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, hắn đang cố gắng áp chế hồn lực của mình, không cho nó bước ra một bước kia, mà tại ở trong thân thể của hắn đang ở tích lũy sinh mệnh năng lượng cũng biến thành càng lúc càng nồng nặc, đến mức kim long vương cùng với ngân long vương năng lượng ở trong đó va chạm cũng bắt đầu trở lên trên có chút khó khăn.
Bởi vì làm sinh mệnh năng lượng cơ hồ là như cái này là đầm lầy, tại làm mình vũ trọng thân thể trở lên trên dày đặc. Chỗ ngừng thất thải lân phiến từng khối một từng khối gia tăng lấy, gia tăng tốc độ cũng không nhanh nhưng lại hết sức ổn định. Áp chế thời gian càng dài, đối với Lam Miền Vũ tới nói không thể nghi ngờ thống khổ cũng sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng hắn thủy chung là lù lù bất động, hắn tin tưởng vững chắc.